giá gạo xuất khẩu tăng liên tục, vượt mốc 400 đô la Mỹ một tấn. Nhu cầu thế giới với gạo Việt Nam ngày càng tăng. Ngành gạo cần làm gì để gia tăng giá trị? Thưa quý vị, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tám và nâng thuế xuất khẩu gạo trắng và gạo lứt lên 20% đang làm tác động không nhỏ tới thị trường 3 tỷ dân sử dụng gạo trên toàn thế giới. Và Việt Nam vốn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của thế giới thì cũng không nằm ngoài những diễn biến này. Và trong bối cảnh xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua, khi mà nhiều khách hàng của Ấn Độ chuyển hướng sang Việt Nam, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và có giải pháp ổn định thị trường giá cả lúa gạo và đảm bảo lợi ích cho người nông dân. Vâng, và đáng chú ý thì Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành chủ động theo dõi, bám sát tình hình để mà thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp kịp thời theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích của người nông dân. Thông tin mới nhất từ Sở Hàng hóa Việt Nam cho biết là giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được xuất khẩu với mức là 433 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng khoảng 10% so với thời điểm vào đầu năm nay. Nhìn chung thì bức tranh cung cầu thị trường gạo đang thiên về xu hướng tăng trong giai đoạn quý 4 năm nay và sang đầu năm 2023. Thì thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á mà nơi chiếm đến 90% sản lượng gạo toàn cầu thì đang đặt nguồn cung gạo ở tình trạng thiếu hụt đáng báo động. Còn việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trong khi Trung Quốc lại dự báo sẽ nhập khẩu kỷ lục tầm 6 triệu tấn gạo trong năm tới thì theo tôi giá gạo thế giới và giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Vâng, theo các doanh nghiệp, khi mà các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngừng ký hợp đồng mới thì các bên mua thì đang cố gắng chuyển hướng sang các nguồn cung như là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar như chị ạ. Vâng, và từ thực tế này thì Hội Lương thực Việt Nam họ dự kiến là 4 tháng cuối năm thì xuất khẩu khoảng từ 1,5 cho tới 1,7 triệu tấn. Như vậy là cả năm thì sản lượng xuất khẩu sẽ rơi vào khoảng từ 6,3 cho tới 6,5 triệu tấn, cao hơn khoảng từ 100 cho tới 200 ngàn tấn so với năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp đứng trước cơ hội đẩy nhanh xuất khẩu. Nhiều thương nhân Trung Quốc bắt đầu hỏi mua gạo tấm của doanh nghiệp này. Mặc dù chuyên cung cấp gạo trắng thơm, nhưng theo đại diện doanh nghiệp, cũng là tín hiệu tích cực mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đón nhận. Về cái vấn đề mà để đáp ứng cho các khách hàng thì hiện nay Việt Nam của chúng ta cũng không phải là có tồn hàng nhiều. Chính vì thế mà cũng tùy theo cái tình hình, cái giá cả của giữa mua bán thì chúng ta đàm phán, chứ cũng chưa hẳn là khách hàng đến Việt Nam nhiều mà chúng ta bán một cách ồ ạt, không có cái cân đối. Thì đây cũng là một trong những vấn đề các cái doanh nghiệp Việt Nam mà trong đó có công ty chúng tôi cần phải xem xét vấn đề này. Ngay đầu tuần này, giá gạo xuất khẩu 5% tấm lại tiếp tục tăng 20 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, cũng theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải theo sát thị trường vì lượng gạo sắp thu hoạch được từ nay đến cuối năm xung quanh khoảng 2 triệu tấn. Cũng là thận trọng về cái tình hình cái thị trường và cái mùa vụ thu hoạch sắp tới. Tại vì thì đối với Việt Nam mình thì cái lượng gạo xuất khẩu cũng như cái vụ mùa thì cái số lượng cũng không còn nhiều. Đặc biệt, các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm sang các thị trường châu Phi và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội tìm kiếm thêm được khách hàng mới. Vì từ trước tới giờ, gạo của Ấn Độ đang khá cạnh tranh với gạo Việt Nam ở phân khúc thị trường này.